Có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng là mình cứ vội vã cuộc sống, vội vã công việc nọ, công việc kia. Nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta cần phải có những cái phút giây nó dừng lại, tĩnh lại. Ta nhìn thấy những cái hàng cây yên lặng, ta nhìn thấy pho tượng Phật, ta nhìn thấy các tăng ni, điều đó làm cho con người thấy nhẹ nhõm hơn, làm cho con người thấy yên bình hơn. Thứ nhất là hôm nay tôi rất có duyên cùng với lại các thầy, các cô và anh chị em học viên của trường Đại Ngoại Thương lên thăm chùa lễ Phật. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát, Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi tên là Lê Thái Phong, phó giáo sư tiến sĩ, đang là trưởng khoa quản trị kinh doanh của trường Đại Ngoại Thương. Thực ra đây không phải là buổi đầu tiên tôi được đến chùa Ba Vàng. Tuy nhiên mỗi lần đến thì có một cái cảm xúc khác nhau và lúc nào cũng thấy cái sự ấm áp, lúc nào cũng thấy cái sự yên bình, cái sự trong sáng của giáo lý đất Phật và cái vẻ đẹp của Phật pháp được hiển hiện ở bất kỳ một cái góc nào ở trong cái ngôi chùa này. Hôm nay được nghe thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về một bài rất là tuyệt vời, giữa đạo và đời. Các doanh nhân bây giờ thì stress căng thẳng rất nhiều, có phải không? Mệt mỏi dữ lắm, công việc nó đầy đầu đầy cổ. Có những lúc nha, cuộc đời tưởng như là đóng cửa và bế tắc với mình. Nhưng mà mình chỉ cần ngồi tĩnh tâm lại nửa tiếng thôi. Cái này cũng là cái bí quyết mà thầy Thái Minh cũng tiết lộ với các thầy cô. Ta ngồi tĩnh tâm nửa tiếng, ta xoay lại mình, ta chuyển tâm mình. Thế mà rồi cái cửa ấy nó tự nhiên nó mở ra cho mình. Nó rất là hay. Nhưng mình không quay lại mình ấy, cứ trách ở bên ngoài thì cửa lại càng đóng chặt. Nhưng mà chúng ta quay lại mình, thế rồi mà nó lại mở đấy ạ. Thế mới lạ đấy ạ. Cái cửa lại mở ra. Đó là một cái mà Thái Minh kinh nghiệm rất nhiều và chỉ cho nhiều người. Người ta thấy nó rất là đặc biệt. Cho nên tại sao Đức Phật mới nói là các ông phải mở cửa cái tâm của các ông. Chính mình nhiều khi là mình cài then khóa chốt ở trong tâm mình, cho nên cảnh giới bên ngoài nó cũng đóng lại với mình luôn. Phải nói rằng là tôi rất là tâm đắc cái sự chia sẻ của thầy ngày hôm nay về cái thiền như soi lại mình, soi lại cái tâm của mình. Thì tôi nghĩ rằng là thỉnh thoảng thì tôi cũng có lúc là tôi phải bình tĩnh tâm lại để xem lại mình. Và như vậy tự nhiên thì mình cũng có thể tìm ra được những cái con đường nó sáng suốt hơn. Tôi cũng nhiều lần đến chùa Ba Vàng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà được đến để nghe thầy Thích Trúc Thái Minh giảng về Phật pháp. Tôi nghĩ rằng là từ nhỏ thì mình đã được nghe đến đến Phật. Phật pháp thì không xa lạ với tất cả người dân Việt Nam. Tuy nhiên hiểu đến đâu lại là vấn đề khác. Thì thực sự chỉ trong một cái bài giảng rất là ngắn, nhưng mà cái bài giảng của thầy đã chạm được đâu đấy đến 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 tâm và đến trái tim chúng tôi. Cho nên là cái cảm xúc có lẽ là rất rất là xúc động. Thực ra nhiều bài học được rút ra, đặc biệt là khi giá trị kinh tế đôi khi nó làm mờ đi những giá trị khác, thì chính đạo Phật giúp cho ta nhìn thấy được cái giá trị chân thành, cái giá trị sâu sắc nhất mà những con người cần hướng tiến đến là gì. Đó là chính là những cái chân, cái thiện, cái mỹ mà ẩn sâu đó, ẩn sâu đằng trong chính là các triết lý của Phật pháp. Và khi ta tìm về với Phật, khi ta hiểu Phật pháp thì chắc chắn sẽ là ngôn ngữ chung cho việc làm kinh doanh. Khi chúng ta chia sẻ với nhau chân thành, khi chúng ta làm kinh doanh, ta không lừa lọc đối tác. Chúng ta vì sự thịnh vượng chung cùng nhau phát triển chân thành với nhau thì rồi sẽ có lợi cho cả hai bên. Đó chính là những cái bài học rất gần gũi, cái mối lương duyên giữa Phật pháp với kinh doanh mà mọi người có thể nhìn thấy.